Chào mọi người, bữa mình có được mẹ dẫn đi đầm sen thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã vào khu vực lưu trữ các mẫu động vật. Wow, có họ và loài luôn nè mọi người. Làm sao mà các cháu có thể hiểu được vụ này hen? Để kiểm tra thử, tìm hình, đường link, tranh ảnh, video cho sinh vật cá nóc. Wow, con Gemini. Này xịn quá, cá nóc còn được gọi là cá bống biển, là một nhóm cá thuộc bộ Tetradoniforms. Chúng có đặc điểm nổi bật là cơ thể có thể phồng to thành quả bóng khi gặp nguy hiểm. Ăn được. Ôi. Cá nóc là một loài cá có vẻ ngoài độc đáo và có nhiều tập tính thú vị. Tuy nhiên, chúng cũng là một trong những loài cá nguy hiểm nhất thế giới do chứa độc tố Tetrodotoxin. Trong cơ thể, chất độc này có thể gây ngộ độc và tử vong cho con người nếu ăn phải. Oh wow. Do sự nguy hiểm của cá nóc, việc chế biến và thưởng thức món ăn từ loài cá này cần được thực hiện bởi những đầu bếp được đào tạo bài bản và có giấy phép. Việc ăn cá nóc tự chế biến có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Bây giờ mình đi tìm cái tên quốc tế này xem sao. Các bạn chỉ cần nhập tên họ và loài. Ý, đúng em luôn. Em là cá nóc sao? Đặc biệt hơn con cá nóc chung chung. Loài cá này được tìm thấy ở vùng biển ôn đới và cận nhiệt đới của Tây Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Việt Nam và các đảo thuộc Đông Nam Á. Chi nè, họ nè, đúng trong giấy ghi chú luôn. Con này cũng ăn nguy hiểm luôn nếu không biết cách chế biến. À, nó có thể to thế này cơ à? Mấy anh ngư dân thích thật, nhìn thấy toàn điều thú vị. Ôi, em ghẻ có cái tên xịn quá thể, mọi người thử tra cứu tên này xem. Nếu ghé qua đầm sen thành phố Hồ Chí Minh thì ghé qua khu vực tiêu bản của sinh vật nhé. Đấy một tủ nè, để tớ view cận cho, cơ mà cái điện thoại quay cùi bắp quá không rõ. Các sinh vật trong lọ được bảo quản bằng dung dịch. Formalin. 10% dung dịch Formalin là dung dịch bảo quản phổ biến nhất được sử dụng trong bảo quản mẫu vật sinh học. Nồng độ 10% được coi là nồng độ lý tưởng cho hầu hết các loại mẫu vật. Nồng độ thấp hơn có thể không đủ để tiêu diệt vi khuẩn và nấm, trong khi nồng độ cao hơn có thể làm hỏng mẫu vật. Thời gian bảo quản của mẫu vật trong dung dịch có thể lên đến nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian bảo quản thực tế sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm kích thước và loại mẫu vật, chất lượng dung dịch và điều kiện bảo quản. Hẹn mọi người ở những video thú vị khác của Trạng nhé. Chào tạm biệt mọi người.